Vâng, xin chào anh chị, và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị một trong những bí quyết mà chúng tôi học được từ anh Hùng công ty Hồ Gươm về cách quản lý cái cửa hàng ô tô, làm sao để mà không mất nhiều thời gian mà vẫn hiệu quả, vẫn ra tiền bạc và vẫn có thể đi du lịch được. Vâng, tôi là Tú, giám đốc công ty Thiên Hằng, và trong vòng 2 năm chúng tôi đã phát triển từ một cái cửa hàng ô tô chỉ với 2 máy ô tô, và hiện nay chúng tôi đã phát triển lên với 2 lần như thế này số lượng nhân viên ở trong công ty, và chúng tôi đã có những chiếc máy in tiền tỷ đắt tiền với công nghệ mới ở trên thị trường, và những chiếc máy in mới. Và tại sao hôm nay tôi lại chia sẻ với lại anh chị cách mà chúng tôi làm như vậy? Bởi vì tôi là một người mà trước đây gặp phải những vấn đề, đó là quản lý một cửa hàng photocopy với lại số lượng nhân viên ít ỏi, và tôi phải làm tất cả những cái việc ở trong công ty, nào là đứng photo, nào là in những cái tài liệu cho sinh viên nào, rồi thì tôi còn phải ngồi sửa luận văn, tôi phải đóng bìa đồ án, tôi phải đóng bìa cứng, tôi phải sửa máy photo, và gần như tôi làm tất cả những cái công việc gì ở trong một cửa hàng photo. Và như vậy là tôi đang làm giúp việc cho cái nhân viên của mình ở trong cái cửa hàng đó, chứ không phải tôi là một người quản lý. Vâng, và bằng cách là tôi phải học hỏi rất là nhiều người, tôi đi rất nhiều nơi, và một trong số đó là tôi học được từ anh Hùng, những anh trải lòng về những cái cách quản lý cửa hàng ô tô, thì từ đó tôi áp dụng vào cái công ty của chúng tôi, và tôi có được những cái bước tiến đột phá vượt bậc. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị tại sao anh chị lại phải học cái cách quản lý của một người quản lý thực thụ. Thì tôi xin nói với anh chị, nếu như anh chị không áp dụng những cách này thì anh chị luôn, anh không phải là tất cả nhưng phần lớn trong số anh chị đang nghe clip ngày hôm nay, thì rất nhiều người đó là nghe rất nhiều cuộc điện thoại hàng ngày, có thể đến hàng trăm, 200, 300 đến hàng nghìn cuộc điện thoại một ngày, và sẽ không có thời gian dành cho con, và anh chị cần phải làm từ 7 giờ sáng đến tận 90 giờ đêm anh chị vẫn phải làm và vẫn phải nghe điện thoại, đúng không ạ? Và thậm chí anh chị có rất là nhiều các đơn hàng hỏng nhá, rất nhiều đơn hàng hỏng trong một ngày luôn, bởi vì là anh chị đã nghe quá nhiều cuộc điện thoại và anh chị không thể nào anh chị nhớ hết được. Đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là khách hàng người ta gọi điện cho anh chị nhiều khi còn cáu, mà nhiều cái người ta còn muốn làm việc với nhân viên của anh chị hơn là anh chị, bởi vì là chúng ta đang bị stress, chúng ta đang bị ông chủ cửa hàng đang bị nghe điện thoại nhiều quá, và anh chủ cửa hàng cảm thấy rất là bực mình khi mà khách hàng gọi điện, thậm chí sợ luôn. Vâng, và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cái giải pháp để anh chị có thể bớt vất vả hơn thôi. Tất nhiên đây không phải là tất cả các giải pháp mà tôi chia sẻ ra anh chị có thể áp dụng được vào cửa hàng ô tô của anh chị, tuy nhiên rằng là anh chị có thể áp dụng một trong những cái điều này, và đây không phải là tất cả những cái gì mà tôi áp dụng để tôi quản lý đơn giản hơn ở trong cửa hàng chúng tôi, bởi vì có rất nhiều cái mà tôi không thể nói trong một vài phút mà tôi nói hết được, và tôi chia sẻ những cái gạch đầu mục ở đây, và một trong những cái thứ này thì nó sẽ giúp ích cho tôi. Đó là việc đầu tiên, đó là anh chị là quản lý thì anh chị hãy tư duy là người quản lý, và anh chị hãy tập trung vào vấn đề báo giá. Thế còn là anh chị, sau khi anh chị báo giá xong rồi, anh chị có thể làm một việc, đó là giao lại cái đơn hàng đó cho một người phụ trách chuyên môn. Thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là ví dụ như khi anh chị nhận 100 cái cuốn mạ vàng luận văn của khách hàng chẳng hạn, anh chị hãy, sau khi anh chị làm giá xong rồi, anh chị chốt được đơn hàng xong rồi, thì anh chị hãy giao lại cái việc là làm cái đơn hàng như này nó sẽ như thế nào, in điều gì, bên trong cái nội dung cuốn này có những cái gì, anh chị hãy giao lại cho một cái bạn ở bên dưới nhá. Bạn ấy sẽ làm cái việc là làm việc trực tiếp với khách hàng xem là sửa cái gì này, bao nhiêu trang này, giấy thì là bây giờ giấy in thì anh chị đã chốt rồi, tuy nhiên rằng là cái bạn nhân viên đó thì bạn ấy sẽ phải nắm được cái điều đó, và bạn ấy phải tư vấn với khách hàng rằng là nếu như mà khách hàng người ta có đổi loại giấy thì nhân viên của anh chị nó cũng phải nắm được cái thông tin đó, và nó sẽ trao đổi trực tiếp với khách hàng. Và bằng cách như vậy thì là anh chị đã nghe bớt được rất nhiều cuộc điện thoại khi mà anh chị nghe rồi, khi mà anh chị làm việc với khách hàng rồi. Bởi vì là khi từ khi chúng ta chốt đơn hàng đến lúc mà làm in ra được cái trang đầu tiên ấy, thì còn rất nhiều những cái cuộc điện thoại mà khách hàng người ta gọi để sửa chữa nội dung nọ kia. Ngay cả bản thân là một cái cuốn photo thôi, một ra một thôi, người ta còn yêu cầu là phải, còn rất là nhiều yêu cầu khác, ví dụ như photo trang nọ trang kia chẳng hạn, đúng không ạ? Và cái việc mà giao cho nhân viên nghe điện thoại như thế thì đó cũng là một cách chúng ta giao việc cho người khác. Ngoài cái việc là giao cho nhân viên nghe những cuộc điện thoại trực tiếp của khách hàng, khi mà mình nhận người ta một đơn hàng, thì anh chị hãy giao cho nhân viên làm thêm những cái việc khác nữa. Ví dụ như trước đây anh chị là gọi vật tư chẳng hạn,
Thì bây giờ anh chị hãy giao cho cái bạn nào đi, bạn ấy sẽ làm cứng rồi, bạn ấy hãy gọi vào Tư luôn đi, và anh chị phải quản lý cái việc là anh chị hãy giao cho nó một cái danh sách những cái nhà cung cấp vật tư của anh chị. Một cái danh sách như này, danh sách này, nhà này A này, nhà B, nhà này C này. Nhà này A cung cấp cái này, nhà này B cung cấp cái này. Ví dụ nhà là A này cung cấp vật tư linh kiện máy photo này, nhà B cung cấp văn phòng phẩm này, giấy mực photo này. Nhà C là cung cấp về các cái loại như nhũ vàng, nhũ bạc này. Vâng, nhà D là cung cấp về máy tính hoặc sửa chữa máy tính hoặc là cái gì đó chẳng hạn liên quan đến phần mềm. Đúng không ạ? Thì anh chị hãy giao những cái việc đó lại cho những cái nhân viên chuyên trách của mình. Và khi mà có một cái vấn đề gì xảy ra thì anh chị cần chuyển túm đầu cái thằng đấy thôi. Anh chị phải học cách tin tưởng người khác và nhân viên của anh chị, thì anh chị hãy tin tưởng họ và hãy để cho họ cơ hội để họ cống hiến. Và một điều thêm nữa, đó là để quản lý công việc tốt hơn cũng như là để các cái thông tin trong cả một công ty anh chị có mười mấy người như vậy nó trôi chảy được trong một cả một cái mười mấy người đấy, thì anh chị hãy tạo ra một cái group chung thế này này, nhóm chung, có thể là Facebook, có thể là Zalo. Anh chị hãy đưa tất cả những cái thành viên mà trong công ty của mình vào đó, và anh chị hãy thường xuyên cập bảo mọi người cập nhật cái tin tức, cập nhật cái công việc của mọi người lên trên đó. Mọi người đang làm gì, hôm nay có đơn hàng nào, đơn hàng là làm đến đâu rồi. Các cái nhân viên của anh chị nó hãy cập nhật những cái thông tin, những cái đơn hàng mà đáng để mà phải cập nhật lên trên đó. Ví dụ như nếu photo cái chứng minh thư thì thôi không cần phải cập nhật, đúng không ạ? Nhưng nếu như photo 1.000 cái cuốn sách chẳng hạn, đúng không ạ? Tôi nói rất nhiều anh chị ở đây cũng biết đến rồi. Hoặc là chúng ta in 100 cuốn luận văn đồ án mà giờ nào giao hàng, ngày nào giao hàng, thì nhân viên của anh chị nếu như anh chị nhận rồi, anh chị hãy quăng cái lệnh, giống như cái lệnh in anh chị có quăng cái đó. Và anh chị hãy giao cho một người, thì anh chị cũng hãy để ở trên nhóm đó và giao cho một bạn, bạn ấy quản lý. Thì bằng cách là chat nhóm như vậy thì anh chị có thể là quản lý công việc dễ dàng hơn, và nó hoàn toàn miễn phí. Còn nếu như anh chị có tiền thì anh chị có thể mua những cái phần mềm quản lý doanh nghiệp kiểu khác, đúng không ạ? Và những cái phần, nhưng mà bởi vì là đặc thù của ngành in nhanh cái số này với lại cái ngành photocopy là những cái đơn hàng nó tương đối là lẻ, thì vậy thì là không phải lúc nào chúng ta có thể sử dụng phần mềm để chúng ta quản lý được, đúng không ạ? Và ngay cả cái việc là đi như giao hàng cho khách hàng thì anh chị cũng hãy thuê những cái chú xe ôm, hoặc là anh chị có nhân viên giao hàng riêng thì càng tốt. Còn nếu không, anh chị hãy giao cho những cái chú xe ôm, mà những cái chú đó chú hay đi giao hàng cho anh chị chú ấy biển là những người biết rằng là đi giao cho khách hàng là người ta làm xe ôm lâu năm rồi ấy, thì người ta sẽ biết cách để mà giao tiếp với khách hàng làm sao để cho nó hợp tình hợp lý. Còn có những cái người mà ví dụ như Grab mà đi giao hàng chúng ta là sẽ rất là khó, vì là người ta Grab người ta không chuyển hàng lên trên tầng chẳng hạn. Đấy, thì mình vẫn phải gọi xe ôm, đúng không ạ? Và đó là những cách mà để chúng ta quản lý nó dễ dàng hơn, thay vì cái việc là suốt ngày phải gọi điện cho ông chủ bà chủ, thì bây giờ là gọi điện cho những cái người phụ trách chuyên môn kia. Và ông chủ bà chủ hoàn toàn là có thể đi ăn một bữa tối là không có một cuộc điện thoại nào cả. Đó là cái việc hết sức là bình thường và không có gì cả. Và chúng ta phải tin tưởng đối với những người xung quanh chúng ta, và đặc biệt là nhân viên chúng ta. Có rất là nhiều các ông chủ bà chủ lúc nào cũng nói với tôi rằng là giao việc cho nó thì chỉ sợ làm hỏng. Thế thì sợ như thế thì bao giờ nó mới làm được, đúng không? Hôm nay nó làm hỏng một đơn thì hãy nhắc nhở bạn ấy, hãy đào tạo cho bạn ấy. Vâng, hãy nói cho bạn ấy biết là em cần phải làm cái này, em cần phải kia, và cần phải dạy các em ấy để cho các em có thể biết được nhiều thứ hơn, thay vì là cái việc là cứ khi nào có việc thì bắt đầu học việc. Thì hãy dạy cho bạn ấy trước đi. Và nếu mà các anh chị mà có vấn đề gì, anh chị hãy liên hệ với tôi và tôi sẽ cung cấp cho anh chị những cái bài giảng để cho anh chị có thể là đào tạo nhân viên của mình một cách là tốt hơn. Và tôi là Tú, giám đốc công ty Thiên Hằng, và tôi có rất nhiều cái clip và chia sẻ những cái kiến thức như này. Và anh chị hãy đăng ký cái kênh của tôi ở dưới cái nút đăng ký ở bên dưới ở phía bên phải màn hình, bên phải màn hình phía anh chị. Và anh chị hãy ấn vào cái nút đăng ký kênh của tôi, bởi vì là tôi ra những cái clip như này liên tục và anh chị luôn luôn được cập nhật những cái kiến thức mới. Vâng, hãy đăng ký và hãy chia sẻ kênh của tôi để tôi có thể có nhiều cái động lực hơn để tôi chia sẻ những kiến thức hữu ích trong ngành in kỹ thuật số và ngành photocopy cho anh chị. Vâng, xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở clip tiếp theo.